Cùng với thành phố Đà Nẵng thì tỉnh Quảng Nam được dự báo là một trong những nơi mà cơn bão số 3 sẽ đổ bộ trực tiếp. Và ngày hôm nay thì công tác ứng phó đã được tiến hành hết sức khẩn trương. Chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã tạm ngừng mọi công việc để dồn sức chống bão. Ngay khi nắm được thông tin có bão, cán bộ giáo viên trường mẫu giáo xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên đã chủ động chèn chống trường lớp. Các bao cát nhanh chóng được đưa lên mái. Rút kinh nghiệm từ những trận mưa bão trước đó, nhà trường đã dự trữ được lượng cát lớn ngay phía sau các lớp học. Nhà trường hàng năm thì có đón những cơn bão ở vùng biển Đông, cho nên là luôn luôn đào năm học là nhà trường chuẩn bị có bô và cũng tham mưu với ủy ban về cái đội dân quân dự phòng và cho mẹ học sinh. Không lơ là chủ quan, người dân các xã Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Thành, Duy Vinh của huyện Duy Xuyên cũng tích cực chèo chống nhà cửa, đốn hạ cây cối có nguy cơ ngã đổ, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão tại những vị trí neo đậu an toàn. Riêng những địa bàn xung yếu, khi bão đổ bộ sẽ đi kèm theo mưa lớn, nước biển dâng, chính quyền các địa phương đã tổ chức cho di dời hơn 300 hộ dân. Theo hình thức xem ghép, những gia đình có người già, trẻ em cũng đã được đưa đến những gia đình có nhà kiên cố, tránh nơi thấp lụt. Thì trước khi cao bổ đánh, thì nghe tin thì dân ở đây cũng đều chằng chống, dân cũng hết mức chủ động. Việc quan trọng hiện nay là ở các xã vùng đông của huyện là tập trung cái việc di dời tàu thuyền đưa vào nơi trú ẩn an toàn. Hiện nay tại Âu Thuyền Hồng Triều thì còn có khoảng 300 chiếc tàu, và ở khu vực của cầu Trường Giang, rồi có đập Hố Trai của Duy Vinh thì có tàu thuyền đã vào và neo đậu an toàn. Việc di dời dân cho đến nay cũng cơ bản là đã xong và đang tiếp tục là động viên nhân dân chèn chống nhà cửa để đảm bảo là hạn chế thiệt hại do bão số 3 gây ra. Một vấn đề cũng rất đáng lưu tâm ở tỉnh Quảng Nam qua nhiều cơn bão là tình trạng đảm bảo an toàn cho lượng tàu thuyền rất lớn đang tham gia đánh bắt trên biển. Đến thời điểm này, cơ bản đã về các âu trú bão an toàn. Hay là đang tập trung chỉ đạo cái việc ổn định dân cư khu vực phía Bắc ven biển và cụ thể là chèn chống nhà cửa và ổn định cuộc sống của người dân ở đó khu vực này để mà chúng ta xác định là trọng tâm là khu vực phía Bắc. Và đồng thời nữa bên cạnh đó thì hiện nay đang lo lắng nhất là những cái tàu thuyền, nhưng mà tuy nhiên là cái tàu thuyền thì giờ giờ đã tương đối là an toàn. Là đã cảnh báo hơn 100 chiếc tàu thuyền của người dân Quảng Nam bây giờ đến mất các vùng xa đã được nắm được thông tin và đã họ không vào kịp nhưng đã có cái khu vực là tránh trú bão tương đối là nó tốt. Địa phương này cũng nhận định đây là một cơn bão rất phức tạp. Lượng mưa sau bão chắc chắn là mối lo lớn. Người dân được khuyến cáo trong mọi tình huống đều không được lơ là.